Xin chào các bạn đã xem video của Nhi. Thì hôm nay Nhi làm một món ăn cơm cho gia đình, đó là đậu hũ sốt trứng cùng nấm rau củ. Thì với món ăn này mình ăn cùng với cơm rất là ngon. Đậu hũ mềm và béo của trứng. Thì các bạn hãy vào bếp làm cùng với Nhi nha. Nhi có đây là 500g đậu hũ chiên sẵn từ miếng nhỏ nhỏ gì thì mình về mình cắt làm tư nha. Thì các bạn có thể dùng đậu hũ tư cũng được. Và mình dùng 5 quả trứng, thì trứng bây giờ mình đi đập mình cho vô tô hết nha. Và sau đó mình đánh trứng lên cho chồng đỏ và chồng trắng đều với nhau. Và khi trứng đã đánh tan đều hết rồi thì bây giờ mình cho trứng vô trong hết phần đậu hũ và sau đó mình trộn lên cho đều. Và phần rau củ thì Nhi có một trái ớt chuông và 30g cà rốt và 300g cái nấm này là kêu là nấm trắng nha các bạn. Thì cà rốt mình xắt miếng mỏng mỏng ra. Thì trái ớt chuông này Nhi cũng đã rửa sạch rồi nha các bạn. Giờ mình chẻ đôi ra và mình lấy cái phần hạt mình bỏ hết đi. Và sau đó mình xắt ớt chuông, xắt sợi lại. Phần nấm trắng thì mình cắt cái phần gốc nó ở dưới nè và mình gỡ ra. Nấm này thì bên đây nó để là white mushroom nên Nhi dịch ra là nấm trắng, nhưng Nhi không biết Việt Nam mình gọi là nấm gì nha. Và nấm mình đã gỡ xong hết thì Nhi cho vô một muỗng cà phê muối và mình cho nước vào, mình ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút cho cái nấm của mình nó sạch đó. Và sau khi mình đã ngâm được 10 phút với nước muối loãng thì bây giờ mình đi xả cái nấm này 2-3 nước cho cái phần nấm nó sạch nha. Và giờ mình đi làm cái phần sốt để nêm nếm gia vị, thì Nhi cho vô 1.5 muỗng ăn canh đường cát và 1 muỗng ăn canh nước mắm và 1 muỗng ăn canh xì dầu. Mình có thể thay thế xì dầu hết hoặc nước mắm hết cũng được. Và 2 muỗng ăn canh tương ớt và 2 muỗng ăn canh nước lạnh và nửa một muỗng cà phê bột bắp. Và mình quậy lên cho đường cát và bột bắp nó hòa tan hết với nhau. Và bây giờ mình cho chảo lên trên bếp, thì Nhi cho vô 1/4 tới nửa cup dầu ăn. Và dầu nóng thì mình cho đậu hũ vào mình chiên. Mình cho trứng vào mình chiên, thì mình chiên đến khi nào trứng nó vàng đều hết hai mặt mình chở qua dây chung với đậu hũ như nè, vàng đều hết hai mặt là được. Mình vớt cái phần đậu hũ chiên với trứng này ra. Và mình múc bớt dầu ra nha các bạn. Nhi chừa khoảng 1 muỗng ăn canh dầu lại. Và Nhi cho 2 củ hành hương sắc mỏng và 4 tép tỏi băm mình cho vào. Và sau đó mình cho hết cái phần cà rốt mình cắt miếng mỏng mình cho vào luôn. Và mình cho vào 1 muỗng ăn canh đường cát và mình xào khoảng 2-3 phút. Và mình xào được 3 phút rồi, mình cho hết phần nấm trắng mình đã rửa sạch để ráo vào.
Thì mình cho nấm vào, mình xào đến khi nào cái phần nấm này nó chín nha. Và khi nấm đã chín rồi á, thì mình cho hết phần ớt chuông vào và mình trộn lên cho đều, mình nấu khoảng 1-2 phút và mình cho hết phần đậu hũ sốt với trứng mình đã chiên xong mình cho vào luôn. Và sau đó mình cho hết phần sốt gia vị mình nêm nếm á, mình cho vào và mình trộn lên cho đều và mình nêm nếm lại. Thì cái phần nêm nếm này là theo khẩu vị của mình, ăn như thế nào thì nêm như vậy. Nhưng phần sốt Nhi làm là nó đã vừa ăn với nhà của Nhi rồi. Và sau đó mình cho phần hành lá cắt khúc nè, mình cho vào, mình trộn lên cho đều và sau đó mình tắt bếp. Và mình cho vào một tí tiêu để cho nó thơm thơm mùi tiêu. Và mình đã xong món đậu hũ sốt trứng nấm rồi nè các bạn, cho anh rất là ngon và hấp dẫn. Mình ăn cùng cơm nóng, cái nấm nó giòn và béo của trứng đậu hũ ăn rất là ngon. Nếu như các bạn yêu thích video này thì like, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới từ kênh của Nhi nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.